Trời ơi, dục con nó ra đường hết rồi. Con đẻ tôi bắt buộc bắt trống. Đồ ăn mày ăn đi. Bắt buộc tôi phải bắt trống vô nha mọi người. Chắc tôi sẽ quay cái cảnh mọi người thấy nó ăn con. Quá trời luôn mọi người. Tắt đâu. Quá trời luôn. Gồm nhiều quá. Mà tôi bắt trống vô để cho nó. Giữ con phụ. Có 6 con mà nó ăn mẹ hết con à. Trống khôn lắm. Mọi người cứ bỏ vô đi, nó không ăn con đâu. Chết con hay gì á. Không, tôi không. Ở nó sẽ tự hai con vô. Nó ăn con thiệt chứ. Ui ui nè ui nè nè con hai con vô. Ui nè chưa bắt hai con vô, nó sẽ hai con vô. Tôi không biết sao nó ăn con nữa. Không, tôi vẫn đợi vậy đi. Thức cơm nhiều quá. Tôi lấy bớt ra đi. Không, hạt con nó vô. Cái lụng má mày ăn.